cơ quan báo chí và truyền hình và các nhà khoa học trên địa bàn Hải Phòng, kính thưa toàn thể các bạn học giáo viên của Hà Nội và Hải Phòng. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Phạm Hồng Thanh, 25 tuổi. Hôm nay tôi đang là sinh viên năm thứ 5 học kỳ Hải Phòng. Tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi đã được đại diện của Hải Phòng để lên phát biểu cái cảm nhận và suy nghĩ của mình sau 8 tháng học môn cảm xạ. Tôi đến với cảm xạ là với mong muốn đó là muốn khám phá cái khả năng và muốn tìm hiểu về những cái khả năng kỳ diệu của con người. Và trong quá trình 8 tháng học vừa rồi, tôi thấy cơ thể mình có những cái thay đổi rất là thú vị. Đấy. Về mặt tinh thần thì tôi thấy là người thấy vui vẻ, yêu đời, và thậm chí là có nhiều người nói với tôi là có vẻ là trẻ ra và thấy hài hòa với mọi người nhiều hơn. Về sức khỏe thì cái bị viêm họng vào buổi sáng sớm và buổi đông thường ngày của tôi thì tự nhiên biến mất tí lúc nào, mắt tôi cảm thấy sáng hơn, và khi nghe nhạc và khi nghe tiếng Anh, các âm thanh tự nhiên cảm giác như là nó tách biệt ra. Đấy. Và khi về cái sức dẻo dai của cơ thể thì tôi thấy là khả năng chịu lạnh rất là tốt, và đặc biệt là thức đêm, ví dụ như là hai hôm xem một cả hôm như thế và tôi vẫn dậy buổi sáng rồi là buổi chiều cảm thấy bình thường và không thấy mệt gì cả. Đấy là những cái tôi ghi nhận được. Còn về cái khám phá của bản thân cơ thể thì quá trình tập luyện có thấy như tôi thấy khi mà chuyển động của vô thức là cái chuyển động rất là tự động, và mỗi ngày chuyển động đều khác nhau giống nào cả. Lúc thì tập cái thanh quyền, lúc thì xoay chuyển tròn, tức là nhảy múa, nói chung là rất là lạ, mỗi ngày cũng khác nhau. Có lúc thì chắp tay như này, và khi có lúc đang ngồi im thì lại có như là thấy một cái dòng khí nó chạy chuyển động trong cơ thể người, và có những cái huyệt của đông y rất là tức, và thậm chí là khi mà nhảy chăn chê có thể ngồi im, nó kiểu là mình thiền vậy. Và khi buổi tối giữa ban đêm tối om, và khi mà ngồi thiền như vậy thì nó lại thấy những cái màu sắc nó cứ hòa vào tâm để tìm đời, đặc biệt là hai màu mà tôi nhìn thấy nhiều nhất đó là cái màu vàng và màu tràm. Điều đấy làm tôi rất là thú vị và nó cũng rất là kỳ lạ mà trước đây tôi chưa bao giờ có bao giờ. Và một cái khả năng mà mọi người cho đó là đặc biệt thì theo tôi thì nó đã là chỉ là một cái khả năng được đánh thức chứ không phải là đặc biệt, vì hầu như ai cũng có nhưng mà chưa được đánh thức. Đó là khả năng chữa bệnh bằng bàn tay năng lượng cảm giác. Bắt đầu thì ngày thứ hai bắt đầu học cảm giác thì là tay tôi bắt đầu chuyển động, nó vỗ vào cơ thể người và tay xoang, rồi là tìm những cái việc rồi là tay. Mặc dù lúc đấy tôi chưa học đông y và chưa biết việc là gì, rồi tôi nghĩ thầy như và thầy giáo thì biết đó là cái khả năng chữa bệnh bằng ngón tay, và tôi thử áp dụng công thức đối với cái người bạn tôi, thử xem người ta bị bệnh gì và có thể tự động chuyển động đến phòng bệnh mà tôi không biết là đấy là người ta bị ở đâu. Đấy, sau đó thì nó tiến triển cao cấp hơn là có thể không làm như thế nữa, mà có thể chỉ cần đặt tay vào cái chỗ ấy, lập tức cái chỗ đấy người bị bệnh, có mỗi người bệnh thì nó có cảm giác khác nhau, có người thì cảm giác như là nóng ran bỏng lên, có người thì thấy một cái dòng khí nó chạy dọc xuống lưng, có người thì cảm giác như là nó co thắt chỗ đấy, cảm giác buồn 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 năng lượng, và cái cảm giác của mỗi người hoàn toàn là khác nhau.